Hải sâm khô trên tay Linh đang cầm có trọng lượng 195g, một cân nặng dường như không tưởng và hiếm thấy ở nước ta. Hải sâm khô có nhiều giá tùy theo chủng loại, mức độ khô và kích thước lớn nhỏ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm vài ngày tuổi nghề, Linh đã quyết định mổ bụng em hải sâm bự nhất làng này ra. Ôi là trời, thu được một đống vàng luôn. À không, đúng hơn là một đống cát. Xem đến đây là các bạn thấy cát có giá lắm rồi nha. Vài triệu đồng một ký chắc mình cũng nên đi buôn lắm chứ. Linh quyết định lôi hết đống cát này ra, rửa sạch em hải sâm dưới vòi nước. Và kết quả là em ấy đã biến hình rất ngoạn mục, chỉ còn 155g thay vì 195g như lúc đầu. Hôm nay Linh thu hoạch lớn đúng không cả nhà?